Vũ xin chào quý vị. Hiện tại Vũ đang ở Bangkok, cái thành phố mà Vũ rất là yêu thương. Và đặc biệt á, ở đây sân khấu của Thúy Nga khác hơn tất cả những cái sân khấu khác. Ở tại Bangkok có cái sân khấu của Thúy Nga, nó rộng hơn, nó to hơn và nó hoành tráng hơn rất là nhiều quý vị ạ. À, ở trong cái chương trình này, Vũ được hát một bài hát rất là lãng mạn. Sẵn đây Vũ tiết lộ luôn thêm chút xíu nữa nha. Đây là một trong những bài hát mà Vũ cảm thấy rất là ăn ý. Nói về cái tình yêu đôi lứa lãng mạn hạnh phúc. Và cái bối cảnh cũng ở một cái thành phố lãng mạn tương tự. Đó, Vũ chỉ dám nói như thế thôi. Cho nên tất cả những quý vị nào mà có cái plan để mà tới Bangkok để xem chương trình First by Night 136 40 năm kỷ niệm thì Vũ xin chào đón quý vị đến đây cùng với Vũ. Những ai mà có plan mà cũng muốn qua nhưng mà chưa biết chắc chắn thì quý vị phải gọi cái hotline trước nha, để biết chắc chắn 100% thì mình hãy sắp xếp lịch cho nó chuẩn. Đó, cho nên là chào mừng quý vị đến với Bangkok, đến với Paris by Day 136 40 năm kỷ niệm. Và lần này cái chương trình này đặc biệt hơn tất cả những cái chương trình khác của Thúy Nga Paris by Night quý vị ạ. À, có hơn 77 nghệ sĩ tham gia trong chương trình này. Chưa bao giờ một cái chương trình nào mà có nhiều nghệ sĩ như vậy. Và mọi người hình như đã từ từ tới Bangkok hết rồi. Vũ là một trong những người cuối cùng có mặt ở đây, cho nên là Vũ rất là háo hức. Và chiều nay Vũ sẽ đi ăn cùng với mọi người. Nghe nói hôm qua mọi người đã đi lên trên một cái chỗ nhà hàng mà quý vị biết, cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây, có những cái anh chàng mà mặc đầm, mặc váy đó. Những người này toàn là những người đàn ông, rất là đàn ông luôn, đàn ông hơn cả đàn ông nữa, nhưng lại mặc váy và cứ nhảy gì đây. Đó là một cái đặc trưng của Bangkok. Rồi ngoài ra như ngày hôm qua Vũ nghe mọi người là đi ăn ở trong Siam Paragon nè, là ăn sát phạt hết ở trong cái food court luôn. Tức là cái sân khấu của mình nằm ở trên tầng 5 nha quý vị. Còn ở dưới cái tầng trệt á là tất cả các loại đồ ăn trên đời, không có thiếu cái gì hết. Cho nên là một khi quý vị đã đến đây để xem Thúy Nga, quý vị được shopping nè, quý vị được ăn uống nè, và đặc biệt là tất cả chúng ta sẽ được gặp gỡ với nhau. Vũ rất vui khi mà mỗi khi mà gặp được khán giả của mình. Quý vị thích thì cứ nói Vũ ơi cho chị chụp cái hình với. Vũ luôn luôn sẵn sàng để chụp hình quý vị nha. Đừng có ngại, tại vì khi mà được chụp hình với mọi người, Vũ cũng sướng y chang như vậy đó. Cảm ơn mọi người nha. Và hẹn gặp mọi người ở tại Siam Paragon cũng như là Bangkok. I love you so much.